anh đã chọn được cho em một bài mà chắc chắn là em sẽ thích. Bởi vì trong cái bài đấy anh nghĩ là nó có đầy đủ cái câu chuyện của em. Nó có cả hình ảnh quê hương của em trên đấy. Nhưng bài này cũng rất khó hát. Khó hát hay ấy. Đây là bài Nơi Ấy. Em nghĩ là không đơn giản thì phải cố gắng lên. Thì vì trong vòng này thì hát 3 bài, em nghĩ là một bài thì nó cũng phải hát được. Không, phải hát tốt cả 3 bài chứ, hát thì một bài cũng được. Thế thì Thế là một bài có đủ sức để hát. Một bài chắc chắn là sẽ đủ sức sẽ hát. Không, phải đủ sức cả 3 bài. 3 bài là phải đủ sức cả 3. Bài này ấy, nó có một cái gì đó giống như là mình ở trên đồi núi đó. Đó là một người đi rất là nhiều nơi, đi rất là xa nhưng vẫn muốn quay trở về nhà. Mà anh nghĩ rằng đấy chính là câu chuyện của em, bởi vì bây giờ không ai là muốn về nhà như em, đúng không? Vậy đi lâu quá rồi. Vậy là ai rồi? Đấy, bây giờ em đi thi Việt Nam Idol mà em chưa được về nhà, chắc chắn là bài đó sẽ để lại cho em nhiều cảm xúc. Đây gọi là gần như là lần cuối cùng của em, em hát cho em, cho gia đình em và cho cả cái buôn làng của em. Tặng buôn làng của em bài hát đấy. Cái quan trọng nhất là em phải cần phải giữ được cái mộc mạc, cái chân chất của mình ở trong cái bài hát đấy thì là em sẽ thắng. Cảm ơn anh. Ok, rồi sẽ cố gắng nhá. Rồi, chúc em may mắn. Okay. Còn lại nơi ấy, bao ước mơ tan vào nhau.
gặp nhau. Có lẽ là Gia Suy nghĩ rằng Gia Suy ở trong top 2 là một cái thành công rất lớn của Gia Suy rồi. Nhưng mà tôi nghĩ Gia Suy làm được cái điều lớn hơn mà Gia Suy không biết. Tôi nghĩ trước đây không có nhiều người biết người Chu Ru. Tôi nghĩ khi mà Gia Suy ở sân khấu Idol, Gia Suy đã cho rất nhiều người biết người Chu Ru rất là chân thành, rất là dễ thương và rất là tình cảm. Cảm ơn anh ạ. Bây giờ bỏ qua. Bây giờ lại nha. Ok. Khi mà em sau cái cuộc thi này á, thì chị nghĩ là em cần phải có rất là nhiều kỹ năng để có thể bước trên sân khấu chuyên nghiệp, để mình hát và mình thể hiện hết tất cả những gì mình có. Chị rất là buồn vì chị không muốn là mỗi lần chị cứ la em xong cái là tự nhiên cái em cứ hát khác đi. Và lúc đầu á, chị là đóng vai hiền mà anh Trung mới đóng vai ác, tự nhiên cái anh Trung hiền cái chị thành vai ác với em. Thế chị nghĩ là chắc em cũng không thích chị đâu, đúng không? Dạ không ạ. Nhưng mà nói chung là sau khi em hát bài Nơi Ấy thì chị bắt đầu trở lại như xưa rồi đó. Em cảm ơn chị. Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Chị Mỹ Tâm là tôi sẽ rất là lo khi em sẽ trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp, bởi vì cái hình ảnh của em, cái khả năng của em sẽ đi hát, em nên đi hát, nhưng em đi hát với một cái hình ảnh không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Em kể chuyện, em hát bằng cách của riêng em thì em mới thành công, chứ nếu em hát theo cách mà như chị Mỹ Tâm nói thì rất dễ có tai nạn trong lúc em biểu diễn. Và tôi chúc là em vẫn luôn luôn cái điều quan trọng nhất là cho dù em có cái gì thì chăng nữa thì em phải tự tin. Em tự tin thì em mới thành công. Xin cảm ơn ba vị giám khảo. Gia Suy đã nỗ lực rất nhiều cho ca khúc này và chắc có lẽ ca khúc này đã làm cho bạn bình tĩnh lại, và ca khúc này cũng rất ấn tượng, đúng không các bạn? Và ngay bây giờ, giám đốc âm nhạc Huy Tuấn sẽ ra đây cùng trò chuyện với chúng ta chút xíu. Xin mời giám đốc âm nhạc Huy Tuấn. Rất là xin lỗi tất cả các quý vị khán giả cũng như là ban giám khảo ở đây về việc xuất hiện đột ngột của tôi hôm nay trên sân khấu. Tôi muốn ở đây để trước hết là nói lời xin lỗi Gia Suy, ban giám khảo, khán giả ở đây, khán giả ở truyền hình với tư cách là giám đốc âm nhạc về cái sự cố vừa qua của Gia Suy. Thực ra nó không phải do lỗi hoàn toàn của Gia Suy, mà đó là do lỗi đầu tiên là của ban nhạc đã vào không vào đúng tông. Và với tư cách là giám đốc âm nhạc, tôi xin lỗi tất cả mọi người.